ta phải tu thân đầu tiên, bởi vì nếu không có thằng thân chịu khó để cho hai thằng kia sai khiến thì chẳng bao giờ ta hạnh phúc được cả. Vậy tu thân là tu cái gì? Các nhà sư hay là rất nhiều người đều nói rằng đạo Phật là một cái gì đấy bí hiểm. Thì tôi trả lời, đạo Phật không có gì bí hiểm hết. Đạo Phật rất là khoa học. Và bạn muốn tìm hiểu đạo Phật như thế nào thì đây là chính là cái câu mà nhiều người không giải thích được, khiến cho đạo Phật trở nên bí hiểm mà thôi. Cụ thể, nếu bạn bắt đầu tu tập thì bạn chưa định hình được căn cơ của bạn là bạn ở tầng bậc nào. Tôi lấy ví dụ, nếu bạn bắt đầu đi học mà bạn không xác định được là bạn bắt đầu có kiến thức ở lớp mấy thì bạn vào lớp 1 bạn sẽ chán nếu như bạn đã từng học qua lớp 5. Nhưng bạn lên lớp 10 bạn sẽ thấy mông lung và chỉ có đau đầu ngủ tại lớp thôi, là vì lý do bạn mới học lớp 5 mà lại học kiến thức của lớp 10. Vậy việc đầu tiên của tu tập không phải là câu chuyện đọc sách gì, nghe kinh Phật nào, mà việc đầu tiên định Phật định được cái ra được cái tầng bậc tu của mình. Đấy chính là cái việc mà định vị được bản thân để bắt đầu vào cái tầng tu nào thì nó rất là quan trọng. Vậy để bạn định được cái tầng tu này thì bạn giúp tôi cái việc này trước khi mà nói về đạo Phật. Trong đạo Phật thì có 3 phần tu. Ở trong con người ta nhé, chúng ta đang quản trị 3 cái thằng người nằm trong chính một con người mình. Tầng bậc đầu tiên là chúng ta quản trị một cái thằng thân. Thằng thân này là nhiệm vụ của nó làm cái việc mà thằng tâm hoặc thằng tuệ nó sai khiến. Ví dụ, thằng tâm muốn ngủ với gái thì thằng thân phải đứng ra ngủ, nhưng tâm nó sướng. Thằng tuệ nó muốn mày lao động thì thằng thân phải đứng ra làm, nhưng thằng tuệ nó sáng. Vậy bản chất thằng thân chính là thằng tay sai của hai thằng tâm và tuệ. Mà thằng tâm và thằng tuệ thì luôn là hai thằng kẻ thù của nhau. Nếu thân mà phục vụ thằng tâm thì thôi phục vụ thằng tuệ, mà thân phục vụ thằng tuệ thì thôi phục vụ thằng tâm. Nếu thân ta phục vụ hai thằng cùng lúc, lúc thằng nọ, lúc thằng kia, nó giống như thằng đàn ông mà lấy hai vợ vậy, gia đình không bao giờ hạnh phúc. Vì vậy người đấy gọi là người không tập trung, cho nên họ làm cái gì không có thành công. Vì vậy đã tập trung giải quyết phần thân thì đi thân mình phải lo cho phần tuệ. Nếu giải quyết phần tâm thì thân mình phải gắn liền với thằng tâm, cho đi chơi ra đi chơi, đi làm ra đi làm. Vậy việc đầu tiên trong 3 thằng thân, tâm, tuệ, ta phải tu thân đầu tiên, bởi vì nếu không có thằng thân chịu khó để cho hai thằng kia sai khiến thì chẳng bao giờ ta hạnh phúc được cả. Vậy tu thân là tu cái gì? Tu thân chính là việc có mấy việc. Một là không ăn tham. Về đường ăn nhé, là không ăn tham. Thì trong cái chữ tham ở đây nó có 2 loại ăn. Ăn của người, tức là khi họ thấy chiêu đãi họ chiêu đãi, mà ăn quá mức mà cơ thể mình hưởng thụ bởi vì lý do họ cho mình ăn miễn phí, như ăn buffet chẳng hạn, dẫn tới phải ăn đầy bụng, đầy mồm, ăn cho đến sợ thì thôi. Thì như vậy nó gọi là tham của người. Thì việc đầu tiên chúng ta tu được cái việc ăn tham của người. Thứ hai, không tham của mình. Tức là mặc dù tiền của mình bỏ ra thật nhưng ăn vừa đủ thôi, chứ đừng nghĩ là vì tiền của tao thì tao ăn, vì vậy tao ăn thoải mái. Thì cái đấy gọi là tu cái thân, là tu cái mồm đầu tiên, là tu cái ăn. Mà không tu được cái ăn thì đừng nghĩ tu tập cái gì cho nó ghê gớm cả. Vì vậy đôi khi người ta tập ăn ít thịt đi, nhiều rau lên cũng là cách để mà tu cái thân ta đấy. Chứ không phải là tu cái gì nó ghê gớm, hay là tôi chưa nói là giết con nọ giết con kia nó độc ác để kiếp nọ kiếp kia đâu. Nhưng mà việc đầu tiên chính là việc mà vượt qua chính bản thân mình, là liệu mà rằng mình có làm được việc đó cho thân mình khỏe hay không. Thì đấy tôi gọi là ăn vừa đủ. Câu chuyện thứ hai là ngủ vừa đủ. Buổi tối đến cố gắng 10:30, 11 giờ đi ngủ, 5 giờ sáng dậy tập thể dục, rồi lập kế hoạch buổi sáng, nghĩ về bản thân mình xem mình cần phải thay đổi cái gì, sửa mình cái gì. Thì như vậy
đấy chính là cái công việc là gì ạ? Ngủ ít đi một chút. Thứ ba, hưởng thụ ít đi một chút, tức là mặc cũng giản dị đi một chút, rồi là nói năng cũng giản dị đi một chút, nó đỡ nguy hiểm. Vì tất cả những cái thứ đấy nó tự khắc nó sẽ làm mình an lạc. Và đặc biệt là cố gắng thân này phải chịu khó trong lúc làm việc, thì phải làm việc chăm chỉ như vậy, ăn vừa, ngủ ít, đòi hỏi về mặt trang bị cho cơ thể nó giản dị đi, nói năng giản dị đi, làm việc chăm chỉ. Và đặc biệt là muốn làm được vậy thì tâm của mình nó phải gì ạ? Là cái tâm mà không phân biệt, tức là đi làm của người cũng như làm của mình, tiêu tiền của người cũng như là tiêu tiền của mình, đi xe của người cũng cẩn thận như đi xe của mình. Có mỗi cái là đừng coi vợ mình, vợ người như vợ mình là được. Tức là bỏ cái tâm phân biệt đi thì chúng ta sẽ ngay lập tức tu được cái thân. Và sáng ra dậy tập thể dục, đấy chúng ta thấy không, ăn rau nhiều, điều độ, thế là cơ thể nó khỏe, nó sạch. Ngủ vừa phải, tập thể dục, cơ bắp nó có, không tích mỡ, tất cả những cái chất mà nó không đọng lại trong cơ thể, không gút, không mỡ máu, đấy. Xong rồi làm nhiều lên một chút thì bắt đầu mình có tiền, nó thăng tiến về mặt cái mặt tuệ. Xong rồi là hưởng thụ ít đi một chút thì lại có dư giả để giúp người khác. Thì bạn chỉ cần làm đúng được cái việc đấy đã, rồi nếu vượt qua cái điều đó thì có nghĩa là bấy giờ bạn mới nghĩ đến chuyện kinh sách tu tập gì thì kinh sách tu tập. Chứ còn bạn hỏi những cái thứ nguy hiểm nhưng bạn không làm được việc đơn giản thì tốt nhất là không hỏi. Và ngay kể cả người Việt Nam cũng vậy, đi học thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, nhưng học những thứ nguy hiểm mà không làm được thứ đơn giản thì chỉ tổ cho người ta ghét. Thà rằng không học mà làm được thứ đơn giản, không làm được thứ phức tạp, người ta vẫn yêu quý và vì mình chân thành. Nhưng mà học cho lắm vào, nguy hiểm lắm vào, xong vào làm thứ đơn giản, không làm được thì tổ người ta đuổi việc thôi. Vì vậy là tôi khuyên bạn, việc đầu tiên là tu thân. Sau khi bạn giải quyết được cái tầng tu thân xong thì bắt đầu tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thiền thân. Nếu thiền được cho thân nó khỏe, điều tiết được khí huyết trong con người mình, vì trong con người nó có hai phần, khí và huyết. Nếu bạn điều tiết được khí thì bạn đã tự chữa bệnh cho bản thân mình, và cơ thể mình lúc nào nó cũng mạnh mẽ, khỏe mạnh. Và chỉ cần ăn ít thôi thì cơ thể nó cũng sẽ rất là khỏe, bởi vì bạn điều khí rất là tốt. Thì nếu xong được cái phần điều khí đấy thì bạn mới sang cái tu cái phần thứ hai là tu tâm. Thì khi tâm bạn an định rồi thì bấy giờ bạn với gì ạ? Thiền trong an định tâm bạn. Thiền đấy chính là việc là thiền tâm ấy, chính là việc là định tâm lại. Thì khắc tuệ nó sẽ ra, giống như kiểu là đủ nắng hoa sẽ nở. Vì vậy không cần phải ép tuệ mình nở, mà chỉ cần tu thân tốt thôi. Xong sau đó đến cái phần mà thiền tâm để nó định tâm lại thì ắt tuệ nó sẽ nảy sinh. Chứ không phải là cứ chúng ta là cứ hoành, chúng ta xác định là cứ học nhiều mà tuệ nó sáng đâu. Vừa học, vừa hành, vừa định tâm, vừa tu cái thân này thì tuệ nó mới sáng được. Và tôi chúc cho bạn sớm ngộ được đạo Phật một cách khoa học, chứ không phải dưới dạng mê tín của một tôn giáo. Và chúc cho bạn vượt qua được giai đoạn tu thân để bước sang giai đoạn tu tâm để sinh tuệ.